Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, sáng nay ngày 14 tháng 4, tức ngày 6 tháng 3 âm lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trọng thể lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Dự lễ có đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn, đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Hồ Đại Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa du lịch đất tổ năm Giáp Thìn 2024. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và các huyện thành thị của tỉnh. Tương truyền, Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân do Nam Sơn hun đúc, Đông Hải góp linh, có trí lực hơn người, anh hùng cái thế. Đã kết duyên với nàng Âu Cơ xinh đẹp và sinh hạ bọc trăm trứng, nở thành 100 người con. Để mở mang bờ cõi, xây dựng cơ đồ, Lạc Long Quân đã đưa 50 người con xuống biển, 49 người con theo mẹ Âu Cơ lên non. Người con trưởng ở lại làm vua, hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang. Nòi giống tiên rồng bắt nguồn từ đó. Đây cũng là khởi nguồn của hai tiếng đồng bào. Con cháu Lạc Hồng mãi mãi biết ơn công lao trời biển của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và các bậc tiền nhân có công dựng nước. Ngài không chỉ có công khai sơn, phá thạch, dựng nên bờ cõi, mà còn để lại cho con cháu muôn đời sau một sức mạnh trường tồn, đó là lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Hơn 4.000 năm đã qua, con cháu đời này qua đời khác, ngày một yêu thương nhau, cùng quyết tâm bảo vệ sơn hà, xã tắc, đoàn kết, kiên trung để chiến thắng mọi thiên tai, địch họa. Trong không khí thành kính, trang nghiêm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Quang, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Hải, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Đại Dũng đã vào hậu cung dâng hương hoa lễ vật tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, người đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của quốc gia dân tộc sau này. Tri ân công lao trời biển của Đức Quốc Tổ và các bậc tiền nhân có công dựng nước, các thế hệ con cháu Lạc Hồng hôm nay xin nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông, góp tâm sức, trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng và phát triển. Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cầu mong Đức Quốc Tổ anh linh phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ, vạn đại trường tồn, đất nước hòa bình, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ quyết tâm phát huy truyền thống của quê hương đất tổ anh hùng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra và những nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, nơi đáng sống, đáng đến, an toàn và thịnh vượng. Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân được thực hiện trang nghiêm theo nghi lễ truyền thống, góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn để con cháu đời đời tưởng nhớ tri ân công đức của các bậc tiền nhân. Đây cũng là hoạt động nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.